Chào các bạn nhé. Sau khi sửa xong khi sửa bộ micro LX-U898 này, mình có giới thiệu cái bộ UX9 này cũng là của khách đó, và bộ này thì khách để lại thông tin như thế này và chúng ta sẽ đi xử lý bộ này nhé. Đây, khá là dài các bạn ạ. Mixer UX9 bị bệnh bật lên sôi tiếng rồi, cái này là bệnh truyền thống, và tắt khi nó kêu ục phát ra loa và bắt sóng kém. Anh xem hai tay hình như cũng ăn nguồn ăn pin, tiếng không được trong, hình như vỡ tiếng. Thì nói thật ra các bạn, đối với tay này thì cái bộ mic kia mình giới thiệu khách hàng này thì hai cái coil này của bạn ấy đã được thay, hai coil này đã bị thay, và coil này không phải là coil của Shure xịn nhá. Đó, cái này thì còn có thể, nhưng mà coi này là Taki, không biết nó là hãng coi gì. Hiện tại hai cái coi này không hay thì không phải coi zin, thì chúng ta không yêu cầu là nó hay được như là coi zin nhá các bạn nhá. Đây là điều thứ nhất, sôi nền, hao pin, tiếng em kênh 191 nó bị mờ ở hình lên đầu thu. Đây các bạn này, nếu mà chúng ta nhìn từ trên này xuống thì chúng ta nhìn thấy nó tối om, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thẳng thì nó không đến nỗi nào. Và cái này hình như là nó bị cái tấm nền của bạn ý là có vấn đề rồi bạn nhé, tấm nền của đầu thu là bị có vấn đề rồi, và mình sẽ đi mình sửa. Đầu tiên là như cái bộ UX825 mã mình đã giới thiệu khá chi tiết về phần âm thanh sôi nền và tiếng bé. Thì đối với cái bộ này thì mình sẽ không đi vào nói gì đến tụ nữa, và mình sẽ mặc định là mình sẽ thay tụ. Khi sửa cái màn hình này thì chúng ta sẽ khả năng sẽ bổ sung nét, còn nếu mà cái tấm nền của bạn ý mà tháo ra được thì mình sẽ thay tấm nền khác cho bạn ý, còn nếu mà vẫn khắc phục được thì mình sẽ khắc phục cho bạn ý tấm nền. Còn ăn pin thì các cái khâu đấy thì mình sẽ quay video, còn khả năng nếu mà tụ không thì mình sẽ không quay video các bạn nhé. Bởi vì mình quay quá nhiều video về tụ rồi, khả năng là nó như kiểu nó bị nhàm ấy, nhàm chán ấy. Xua là mình sửa quá nhiều luôn rồi. Đây các bạn này, một đống tụ nhôm này, và cũng như mọi bộ mic khác Xua UX9 là mình thay toàn bộ các tụ nhôm này các bạn nhé. Đó, bây giờ cái màn hình này nó bị loang mực. Thì mình cũng đang có một máy UX9, hay là mình thay luôn cái màn hình này cho vị này cho bạn đi, cho đỡ phải ngồi tỉ mẩn mày mò mất thời gian các bạn ạ. Còn cái việc tỉ mẩn mày mò lúc nào rảnh thì chúng ta làm, còn khả năng mình sẽ thay luôn cái vị màn hình này cho bạn đi cho nó nhanh. Thay tụ này, ăn pin nào. Cái việc thay tụ này thì nó đơn giản rồi, chúng ta xem là bạn bảo hình như là ăn pin để chúng ta xem nhé. Nhưng mà bạn thì có một bộ XLX kia thì bạn thì mang so với bộ mic này thì không thể là bằng nhau được các bạn nhé, bởi vì mỗi loại mic nó sẽ ăn dòng khác nhau, nhưng nó sẽ không được phép trên 150 mAh. Nào, mình sẽ vào pin, vào tay pin và để xem dòng nó ăn bao nhiêu mAh nhé. Mình sẽ để điện áp ở 3V cũng như mọi đây mình quay video để các bạn xem là một phần, và để cho khách hàng xem là chính các bạn ạ. Vì mình quay video toàn bộ về phần sửa chữa thiết bị cho khách, và khách hàng sẽ rất quan tâm đến cái video này. Chính vì thế là đa phần là một số cái liên quan đến kinh nghiệm sửa chữa thì anh em sửa chữa xem, còn cái nào là liên quan đến thiết bị thì khách hàng sẽ xem. Nào, mình bật on tay mic lên này. Con này có ăn 100 mini nhá, không có chuyện đèn đang led đang sáng này. Không thể nào gọi là ăn pin. Rồi, một tay. Hình như ăn pin. Bạn ấy mà mang so con này với con LX kia thì mà khác nào so đấy. 105 các bạn thấy không? Không ăn pin, rồi loại bỏ được một vấn đề các bạn nhé. Sao bạn nào bạn lắp cái tay này sao lọc lão lẻo nhỉ.
À đây, cái này lắc lư đây. Cái vỏ này lắc lư các bạn ạ. Ừ, nó lắc lư. Rồi, cái đây không quan trọng. Vậy là không ăn pin nhá. À, sôi nền thì mình sẽ đi mình thay tụ. Sau đây mình sẽ quay video test máy sau khi thay tụ nhá. Ok các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn xem chi tiết cái việc mình thay tụ như thế nào và lý do vì sao mình thay tất cả những con tụ này thì các bạn vào kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân tìm đến những cái bộ mic Shure UX8910 bị tối tiếng là những cái bộ mic mà mình sẽ thay tụ và chi tiết thay tụ làm sao mà thay tụ và tại sao lại thay hết mà không thay những con hỏng. Thì ở những cái video đó nó sẽ có chi tiết hết. Mình đã nói chi tiết hết các bạn nhé. Cho nên cái bộ này mình sẽ không nói nữa. Ok, để mình đi mình thay tụ đã. Các bạn ơi, mình không định quay video thay tụ, nhưng mà mình thấy một cái sai lầm cơ bản của anh Shure, cho nên mình phải bốc máy lên mình quay. Đây các bạn nhìn nhé, như con linh kiện này, con tụ này này. Mình đánh dấu đến con này, bắt đầu phát hiện ra con này có vấn đề này. Đây này, con này có vấn đề này. Đây các bạn nhé, đây là chân mát tụ được đánh dấu đen này. Là mình zoom rộng lên cho rõ này. Con này là con tụ được đánh dấu đen ở đây này, có nghĩa là mát ở bên này đúng không ạ? Đó. Và khi mà mát nó nằm bên đấy thì điện áp ở mát thì phải thấp hơn điện áp ở bên bên dương đúng không ạ? Đó, điện áp và mát thấp hơn bên dương. Và đây mình đo điện áp ở bên dương này, các bạn thấy không ổn đúng không? Mà đây là điện áp ở âm này, 3V4. Có nghĩa là sao? Con này là con IC này, nó đưa ra chân của IC 3V4, con này nó đưa ra, nó lại dương hơn mát, lại dương hơn dương. Và cái chân dương này thì nó vào đâu? Nó vào cái chiếc áp này. Đây là lý do, là lỗi của anh Shure nhé, lỗi từ thiết kế luôn các bạn nhé. Về nguyên tắc là tụ thì bao giờ dương này cũng phải lớn hơn mát đúng không ạ? Dương này phải lớn hơn mát này đúng không ạ? Nhưng mà đây lại mát lại lớn hơn đây 3V4 trong khi đó dương bằng 0V. Mà khi như thế này con tụ này lơ mơ là còn, nếu mà điện áp mà đủ lớn là nó còn bị nổ cơ các bạn ạ, bị nóng và ngược nguồn các bạn nhé. Đây, tất cả các con tụ đều là dương là sẽ lớn hơn mát đó. Rồi bây giờ mình đi lên thay tụ một cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy thôi. Và mình thay bằng tụ gốm thì mình không cần quan tâm đến chiều của cực của tụ nữa. Đây mình nhấc mỏ hàn lên đây rồi, mình đang định tháo tụ nhưng mà nhìn thấy anh Shure anh ấy sản xuất mà anh ấy còn bị lỗi như thế thì kỹ thuật anh ấy. Rồi ok, mình đi thay tụ nhá. Các bạn ơi, mình thay 27 con tụ, trong đó có 7 con 22mm và còn lại là tụ 4,7mm các bạn nhá. Và bây giờ điều đầu tiên là sau khi chúng ta thay tụ là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái điện áp. Điện áp sau khi thay này, nó bằng lửa nguồn mát ảo, phải bằng lửa nguồn này. Tất cả những con này là phải kiểm tra hết này. Con này không được phép ra điện này. 1V8 chuẩn, 3V4 chuẩn, 3V3, 4V3. Đó, chúng ta phải đi kiểm tra tất cả những con nào mà có một cái nguồn nó đặc biệt phát nào chúng ta phải xử lý ngay. 1V8 con này là mát tụ tantalum mà thì ok rồi, zin theo máy thì ok rồi. Hai con này 1V8 1V8 3V4 0V. Đó. Đó, mát ảo, tốt, bằng lửa nguồn, ok. Vậy là hoàn thành thay tụ nhá. Bây giờ sau khi thay tụ xong thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là máy sẽ tiếng to lên và sôi nền. Đó, hai là nó có thể mất tiếng. Thay tụ xong mà mất tiếng.
À, nó sôi lên và bị cái thứ hai là oxy ra loa và cái gì nhỉ, to lên hai cái đó. Đương nhiên là khi IC4558 nó hỏng thì nó sẽ có tiếng sôi nền, nhưng mà khi mà tụ nó hỏng thì tiếng sôi nền đấy nó sẽ không rõ ràng. Chính vì thế là chúng ta không nghe thấy khi mà tiếng nó bị nhỏ. Cho nên là bây giờ khi mà chúng ta thay tụ thì tiếng bắt đầu to lên và chúng ta sẽ nghe rõ tiếng sôi nền. Đó, nào bây giờ mình sẽ bật hai tay lên. À, chưa bật vội để chúng ta xem có sôi lên không nhá. Nào mình lên 5 ly này. Mình vặn hết volume xuống này. Chưa thấy động tĩnh gì này. Nào mình bật tay lên. 191 này. Sóng phun rồi này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái coi mic này của bạn thì không có thể là xua được đâu nhá. Nào bật cái tay thứ hai lên này. Sao không lên? Rồi, ô pin gần hết rồi. Alo, 5, 6, 7. À, lúc sửa cái mic LX thì cái mình bảo cái coi này tiếng hay hơn coi kia này. Alo, 5, 6, 7. Tiếng coi này nó đầy hơn này. Alo, 5, 6, 7. Tiếng coi này nó như chung chùa này. Đó. Và bây giờ để cho chính xác thì mình sẽ lấy một tay mình test thử hai kênh nhá. Alo, 5, 6, 7. Nào, mình set sang bên này. Rồi, sang rồi. Alo, 5, 6, 7. Vậy là hai tay tương đương nhau rồi các bạn nhá. Nào mình tắt tay. Đó. Và bạn ý bảo là khi tắt thì nó ục ra loa. Nào tắt vào. À, cái việc bục này nó quá nhỏ. Nào on đây này. Đó. Vậy không vấn đề gì nhá. Tắt này. Cái tiếng bục này là tiếng khi mà nó đưa cái lệnh ra để nó chuyển mạch công tắc đầu ngoài. Cho nên là không tránh được. Và khi quan trọng là lúc chúng ta bật lên không được bục ra. Bởi vì khi nó bật lên là lúc đấy là điện nó đã nạp vào con tụ này thì chúng ta mới bật lên thì nó sẽ không bị ục ra loa. Đó. Còn khi chúng ta tắt thì nó phải xả con tụ này đi thì nó sẽ ục ra loa một gọi là có thôi nhưng mà không đáng kể các bạn nhé. Cái này là việc xua này là không tránh khỏi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi mình kiểm tra sóng nha bạn ý, trước khi mình sửa cái mặt máy. Lấy nói chung là bạn cứ gửi đến mình là mình sẽ kiểm tra tất. À, sóng thì không cần ăn tại không cần loa nữa. Nào mình đi mình lấy mình sẽ đặt hai tay vào đây. Và mình sẽ cũng dùng cái công cụ đo sóng trên tay trước này. Mình có review cho các bạn cái công cụ rồi. Và mình sẽ đặt hai bên nhá, bên này và bên này. Mình mới thêm cái động tác đó. Có nghĩa là một cái là ở xa anten và một cái là gần anten xem nó có gì khác nhau không các bạn ạ. So sánh giữa hai tay và mình so sánh giữa các bộ khác nhau các bạn nhé. Ví dụ giữa Bayer, giữa BBS để so sánh với nhau. Đây là một cái động tác, cái công cụ mình tự làm ra để mình test micro. Chúng ta đang bật mic thì nó sẽ đang có này. Tắt mic đi này. Off đi này. Nó đang là 15 các bạn nhé. 14 này. Bây giờ mình bật tay lên này. Mình đặt sang bên này này. Nào, xem là bao nhiêu. Vậy là con này không sóng này. Mình bật chế độ 2 nhá. Cho nó phát mạnh hơn này. 281 này. 281 mini nhá. À, mình đặt sang đây, khác hoàn toàn này, lên 3V. Và tay bạn này phát rất là khỏe nhá. Và mình tắt chế độ 2 đi xem nào. Tắt đi chế độ 2. Các bạn thấy tắt chế độ 2 nó tụt ác không? À, đây là chúng ta kiểm chứng cái 300 này, bật chế độ 2 này, 0.8 này. Nếu mà chúng ta đặt đúng vị trí của anten nó còn lên 3V như vậy nhá. Chúng ta đặt sai lệch chỉ ví dụ anten này với anten này chồng lên nhau này thì nó sẽ ra điện áp rất là cao đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, cái tay này xong rồi. Sóng tốt này.
Nào, chúng ta đặt bên này, bật chế độ 2. Nào. Bây giờ ta là 69 này, sang đây xem nào. Bật chế độ 2, tắt chế độ 2, bật chế độ 2. Bây giờ tay này phát có vẻ cảm ơn tay kia một chút này. Đó, có 1V1. Và tắt bật này. Đó, có tác dụng nhá. Tay này có vẻ kém hơn tay kia một chút. 800. Bây giờ sóng con này kém quá. Nào xem nào. Tay này thì không tránh khỏi là đã bị sửa các bạn ạ. Cho nên là không biết là mấy anh thợ. Úi giời, lên 4V này. Mấy anh thợ anh có sờ vào đâu không? Rung rung một cái nó lại lên là thế nào. Nào tắt đi này. Không tránh được nhá, không tránh được sửa chữa. 3V này. Nào mình để vuông góc vào xem nào. Thẳng như này đi. Đó. Lơ mơ thẳng này còn chuẩn hơn này. Nó là còn chỉ hướng sóng nhá. Đây nhá, mình cắm thẳng đầu mic vào này. Nó lên tận 3V 8 này, 3V 7 này. Tức là cái hướng của anten ấy nó cũng quan trọng nhá các bạn nhá. Không phải là nào về mình on này. Nào. Đấy. Giờ là không lệch nhau nhá. Lúc nãy là do mình đặt thôi. Đây mình bây giờ là mình sẽ đặt kiểu này. Tức là cái hướng của anten xoay này và ông này xoay này, hai cái xoay nó cắt nhau các bạn ạ. Đây này, ông này là ông xoay theo chiều này này. Đó, còn anten trên anten này thì nó xoáy theo chiều này. Thì hai cái này nó xoáy, một cái xoáy như này, một cái xoáy thế này, hai cái phang vào nhau thì nó bắt sóng tốt hơn này. Các bạn nhé. Đó thì vậy là sóng hai tay như nhau rồi. Bây giờ chỉ còn là đầu thu thôi. Bây giờ mình đi kiểm tra đầu thu nữa thôi các bạn nhé. Nào để mình tắt cái đây đi này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta kiểm tra sóng xong rồi. Bây giờ chúng ta đi chỉnh trung tần và kiểm sóng trên đầu thu. Ok các bạn. Rồi các bạn ơi, chúng ta đến lượt đo sóng trên đầu thu. Bạn này viết quả lít dài thế thì khác gì bạn bảo mình là coi như làm toàn bộ máy cho bạn ấy còn gì nữa. Rồi không sao. Kiểu gì bạn ấy không liệt kê thì mình cũng phải kiểm tra tất. Nào trên tay mình sẽ đặt tay tại đây. À, để tì vào anten để cho nó lấy sóng mạnh nhất này. Đó. Để chúng ta đo được cái sóng mạnh nhất trên tay này. Đó nhá. Nào bây giờ mình lấy máy hiện sóng để chúng ta sẽ đo. Nào đây, mình đặt hai tay này, mình đang cắm vào sóng của cây nhà trước này. Nào chúng ta xem nhá. Cái nhà này. Các bạn thấy súng nó đang vọt kinh khủng không? Nào, cây nhà này. Đó, 10.7 mê được 200 mini. Có vẻ hơi kém nhỉ. Nào mình để cho Oshino nó tự động đi. Nó tự chọn tần số đi. Bao nhiêu? Được 200 này. Yếu quá nhỉ. Nào mình đo tại biến áp đi. Cũng chỉ được 200. Đo sau tầng khuếch đại đầu tiên này. Đó, mạnh thế này cơ mà. Nào bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái cuộn dây để cho nó tối đa nhất có thể cho bạn nhé. 241. Nào chúng ta hiệu chỉnh cuộn dây. Vậy là bé đi chứ không to lên được nha các bạn nhé. Tối đa của bộ này rồi. Nếu mà chúng ta đo bên kia nó mạnh hơn, ví dụ ở đây này là 241, 240, 270, mà chúng ta chuyển sang bên kia mà nó vọt lên 500 thì chúng ta mới đi sửa nhá. Nếu mà nó vẫn 200 đó, vậy là bộ này nó chung như thế nhá, chứ không phải là chúng ta cứ lấy xua UX9 là con nào là cũng như con nào. Không, nó có mỗi model là thiết kế một kiểu nhá các bạn nhá. Không phải là các bạn đừng có lấy một cái bộ bất kỳ xong các bạn đi các bạn so sánh với các bộ khác nhá, đừng nhá.
Cái này nó có hai bên để chúng ta có thể so sánh. Thì các bạn đừng có đi so sánh với bộ ngoài cái bộ này. Chúng ta hãy so sánh hai kênh với nhau. Đó là nó ra được cái tần số của chúng ta. Đó, và bây giờ mình sẽ chỉnh trung tần. Mình đo AF nhá. Nào, AF của bên phải trước mình đo tại công tắc chuyển kênh luôn này. Công tắc chuyển mạch luôn này. Các bạn thấy tần số nó thấp hơn, nó kéo dài là như ngỗng nhỉ. Ây chà, sùng mạnh gơm nhỉ. 32,7 kHz nhá, 1V 05. Và mình đo bên kia này. Chân số 1 IC chuyển mạch này. Được có 500 mini. Hai cái khó hoàn toàn nhau nhá. Một bên trái có 500 mini. Bên phải lên tận 1V. Vậy là chúng ta phải chỉnh trung tần chắc chắn rồi. Nào, đây mình ngoài trung tần nha. À, mình đo tại chân IC ra xem nào. Đây, 288. Và bên này 176, lệch quá nhiều luôn. Thôi, đo tại công suất chuyển mạch đi. 1V 04. Và mình sẽ ngoáy bên này cho nó lên. Nào, xem có ngoáy nổi trung tần không nào. Lên được tí nào không nào. Nhỏ đi này. Nhỏ đi, vậy là không hơn được các bạn nhé. Và trung tần của bên này chỉ được thế này. Được 5V 537 này. Và trung tần bên này này. Mạnh thế. Và âm thanh ra là ok rồi nhé các bạn nhé. Âm thanh cân nhau rồi nhé. Đây là chúng ta hiệu chỉnh cái sóng mang. Sóng mang để nó lôi theo cái âm thanh thôi. Vậy là bản chất con IC trung tần bên tay trái này nó hoạt động kém hơn IC bên tay phải. Sóng thì như nhau rồi. IC trung tần của bên trái nó khuếch đại sóng mang kém hơn IC bên phải. Nhưng mà về tiếng thì nó như nhau rồi các bạn nhé. Nào bây giờ mình sẽ lấy một tay, lấy cái tay hay mình chỉnh trung tần theo tiếng đi. Bây giờ mình chỉnh theo theo sung rồi. Mình chỉnh theo tiếng để cho nó tiếng gọi là mình nghe thấy nó hay đi. Nào. Chúng ta vào âm ly để chúng ta test tiếng nhá. Mình để volume bằng nhau ở giữa này. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Alo, 5, 6, 7. To vỡ trời chưa? Nào, bây giờ mình test sang bên này nào. Nào, kênh bên này. Alo, to thế. Đó, alo, alo. Alo, 5, 6, 7. Đó, alo. Và mình có thấy là cái chiết áp này đang chỉnh to hơn. Bảo sao trung tần nó cũng to hơn các bạn này. Lại có anh nào anh ấy nghịch vào chiết áp rồi. Đây, một cái kia thì một lửa, ông này vặn lên 1 giờ. Alo, 567. Nào, tiếng bên này nào. Alo, 567. Tại sao lúc đầu là mình đo ở chân IC trung tần đi ra là mình muốn là không ảnh hưởng bởi cái mạch khuếch đại này, không ảnh hưởng con chiết áp này. Đó, nhưng mà nó nhỏ quá cho nên mình đo tại công tắc chuyển mạch thì nó đi qua một tầng khuếch đại, nó sẽ lớn hơn một chút các bạn nhé. Nào bây giờ khi mà mình chỉnh như thế rồi thì bây giờ điện áp là đang bao nhiêu? Nào. Đấy, bật tay lên cơ. Rồi. Một bên này là 902 trở về rồi, còn một bên này là 526, 529, đó. Sóng mang của nó, ok. Âm thanh mình chỉnh cân rồi nhá. Bây giờ chúng ta đi sửa cái màn hình. Nào, đi sửa màn hình. Ok. Nào, mình đi tháo màn hình nhá. Các bạn này, anh thợ nào anh ấy vặn kinh quá, người ta ốc 3, mà về anh vặn 3 con ốc 4 đây, kinh không? Kinh khủng khiếp.
Cái đỏ này đã bị tháo ra lắp vào nhiều lần rồi. Lơ mơ là anh ấy tra dầu và chiết áp làm cho này. Đây này các bạn này, thấy chưa? Đây các bạn nhìn này, dầu này. Lơ mơ màn hình này nó bị dầu vào rồi. Màn hình này bị dầu vào cho nên nó dẫn tới là nó bị loang này. Anh ấy cứ lạm dụng dầu, anh ấy phang bừa. Tra dầu và chiết áp chúng ta tra một giọt thôi. Một giọt nhỏ vào bên cạnh này. Và nó sẽ khi thanh quét nó quét thì nó sẽ quét đều ở cái bồ than trên này. Chứ chúng ta đừng có lạm dụng để nó tra dầu đến mức trông nó kinh khủng thế này này. Các bạn này. Đây là một anh thợ không chuyên. Cả cái mặt này toàn dầu này. Khi mà dầu nó loang thì nó chảy vào trong này. Đây này, nó làm hỏng hết hai cái mặt này luôn này. Các bạn nhìn thấy màu nâu chưa? Đây là màu nâu nhá, chứ không phải là màu ghi sáng ghi của màn hình nữa rồi nhá. Và mình sẽ tháo cả hai bên, mình kiểm tra cả đôi luôn. Rồi, ở cái màn hình này thì không biết gió quạt mình có làm ảnh hưởng đến cái gì đó. Bạn nào bạn bẻ cái này nó suýt đứt mạch cái này. Chứng tỏ là có bạn sửa cái này rồi. Đây cái màn hình này bị cháy rồi các bạn ạ. Không biết là cái tấm nền này, con bên này thì tháo tốt này. À bên này tháo được, lơ mơ mình sẽ thay tấm nền. Mà bây giờ đầu tiên mình sẽ tháo cái tấm nền của bên này trước này. Cái này thì nó có cái cao su này. Đây màn hình mình đang thấy màn hình của bạn bị cháy rồi nhá, chứ không phải là tấm nền không đâu. Bây giờ mình sẽ tháo thử tấm nền ra. Xem mà nếu mà tấm nền bị thì mình thay tấm nền cho bạn ấy. Còn màn hình bị thì mình sẽ thay màn hình, nhưng mà mình sẽ hỏi ý kiến bạn ấy. Bởi vì cái màn hình này nó đắt tiền chứ không rẻ, cho nên là mình sẽ hỏi ý kiến bạn ấy trước khi mình khá chắc nha. Và để mình rút ra đã. Đây các bạn này, vẫn là màn hình của bạn bị cháy nhá. Các bạn có nhìn thấy màu nâu không? Còn tấm nền này nó vẫn đẹp này. Nào mình lấy đồng hồ mình test cho các bạn xem cái độ sáng của cái tấm nền. Xem tấm nền này nếu mà nó kém thì mình sẽ thay cho bạn cái con led. Còn màn hình cháy thì mình sẽ phải gọi điện cho bạn ấy. Bạn ấy chốt là thay thì mới thay các bạn nhé. Đây. Tấm nền này nó như kiểu tấm nền điện thoại. Đây này các bạn nhìn thấy dầu luyên loang vào là hỏng hết tấm nền này. Đó. Dầu luyên đấy. Cái tội nghịch ngợm bôi dầu lúng tung vào này. Đây các bạn vẫn còn hơi dầu dính ở trong này này. Các bạn nhìn thấy nó loang không? Đây này. Cái tội tra dầu vô tội vạ này này. Mình thử vệ sinh cái này đi xem nó có hết loang không. Cái tấm nền này nó có cái các cái như kiểu người ta làm một cái độ nhám ở trên này này. Và nó để nó hắt ánh sáng lên các bạn nhé. Kinh quá này. Con này nó bị cháy rồi này. Nóng quá nó cháy này. Đó các bạn. Nóng quá nó cháy rồi. Đó, vậy là nếu mà bạn này mình đang có một bộ Sua X9 mà bạn này mà bạn ấy muốn thì mình sẽ thay cho bạn cái màn hình khác. Còn để bạn ấy quyết định thôi. Còn cái mặt này nó cháy rồi. Tấm lên thì bị loang mực rồi, bẩn rồi, không biết là vệ sinh có hết không. Đây nó cháy điểm này rồi. Đấy, nó sạch đi, nó đỡ loang không? Các bạn nhìn thấy nó đỡ loang hẳn không? Ông nào ông cha dầu, ông cha như kiểu là ông ấy đổ vào xe máy. Đây, hết loang nhá. Đó, vệ sinh là hết. Nào, cho vào đây, khi mà hết loang cho vào đây nhìn nó đỡ hơn không?
trà dầu chiết áp mà cứ như là trời ơi không nhìn thấy gì cả, tối quá không được các bạn ạ, màn hình nó tối quá, còn màn hình nó cháy rồi không được. Chịu. Thế đỡ. Không đỡ được. Thôi cái này mình trao đổi với bạn ấy. Nếu được thì mình thay cả hai vị này cho bạn luôn. Đó. Tất nhiên là mình thử bằng đồng hồ thì nó không sáng bằng thử bằng máy đâu. Đó. Có thể mình sẽ thay luôn hai vị này cho bạn ý. Nó đỡ phải suy nghĩ. Ok, rồi mình trao đổi với khách đã nhá. Rồi các bạn ơi, vậy là khách không thay thế màn hình các bạn nhá. Bởi vì khách bảo cái đấy nó cũng không quan trọng cho lắm. Chính vì thế là nói chung là mic này thì các bạn tưởng tượng ngày trước có những cái mà mic mà nó không có màn hình, nó chỉ có mỗi hai con đèn thôi mà chúng ta vẫn dùng, chả vấn đề gì. Bây giờ mình đã hoàn thành bộ này. Alo, alo, 1, 2. Cái tiếng coi này hay này, tiếng coi này bị ong ong này. Mình đã hoàn thành xong bộ mic này rồi nhá. Cũng chả còn gì để hiệu chỉnh thêm nữa rồi. Tiếng ra ok rồi. Sóng cũng kiểm tra rồi, hai vế cân nhau rồi, âm thanh tiếng cân nhau rồi, màn hình cũng đã kiểm tra, dầu riếc nó nhà. Mình nghĩ chính cái dầu nó ngấm vào nó phá cái màn hình này các bạn này. Cho nên các bạn tra dầu, các bạn hết sức chú ý đừng tra quá nhiều như thế, chỉ một giọt thôi. Các bạn xem mình tra dầu cho chiết áp này, các bạn thấy mình cho một giọt góc, xong bắt đầu mình mới quay chiết áp thì không bao giờ mình tra như kiểu tắm dầu như này các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.